cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam. Gần đây, xuất hiện một số đối tượng sử dụng đầu số lạ, tự xưng là người của cơ quan bảo hiểm xã hội, gọi đến người dân nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo phản ánh của người dân đến hotline của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, một số người sử dụng đầu số 0-365-8009 tự xưng là người của cơ quan bảo hiểm xã hội, thông báo cho người dân việc họ đã đi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế nhưng chưa thanh toán tiền khám chữa bệnh, hoặc thông báo người dân đã trục lợi tiền khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế. Sau đó yêu cầu người dân cung cấp về nhân thân và nộp một khoản tiền thông qua tài khoản để thanh toán chi phí đã khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc hoàn trả tiền đã trục lợi từ quỹ bảo hiểm y tế. Nếu không, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ báo công an vào cuộc điều tra, trừ tiền có trong tài khoản ngân hàng của người dân, các quyền sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người dân. Trước vụ việc trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định những đối tượng mạo danh với nội dung trên là lừa đảo. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tập hợp các số điện thoại tự nhận là người của cơ quan bảo hiểm xã hội có hành vi lừa đảo nêu trên, theo phản ánh của người dân, để chuyển Bộ Công an và đề nghị Bộ Công an phối hợp vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện nay, cơ quan bảo hiểm xã hội không triển khai bất kỳ hình thức điện thoại trực tiếp nào cho người dân thông báo việc họ đã đi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế hoặc nói họ đã trục lợi tiền của quỹ bảo hiểm y tế như thông tin một số người dân phản ánh ở trên. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận được các cuộc điện thoại lạ, tự xưng là người của cơ quan bảo hiểm xã hội. Tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào của các đối tượng, nhất là không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Trong trường hợp nhận được các cuộc gọi như trên, cần báo ngay cho cơ quan công an để xử lý, hoặc thông báo đến số hotline của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900-9068 để được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Thông tin thông báo hiện quý khách có một bưu phẩm chưa nhận, vui lòng ấn phím 9 để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn. Alo, nhân viên bưu điện xin nghe. Mình có cái bưu phẩm gì ạ? Họ và tên anh là gì để em hỗ trợ kiểm tra giúp mình ạ? Anh tên là Đào Văn Thái. Mình sinh năm bao nhiêu vậy anh? Mình sinh năm 87. À dạ vâng ạ, theo quy định của bên bưu điện ạ, em cần xác nhận họ và tên ạ, số chứng minh nhân dân thì em mới có thể thông qua cuộc gọi này kiểm tra bưu phẩm giúp anh được ạ. Số chứng minh của mình là bao nhiêu anh? 378. Rồi ạ. 655. Rồi ạ. 123. À dạ vâng, anh rửa máy rồi em sẽ lên hệ thống kiểm tra giúp mình. Cuộc gọi này hoàn toàn miễn phí ạ. Miễn phí gì? Anh là Đào Văn Thái này. Số chứng minh là 378 này, 655 này, 123 đúng không anh? Đúng rồi. À dạ vâng, thì sau khi em kiểm tra trên hệ thống đã, thì em thấy mình có một bưu phẩm ạ. Thì bưu phẩm này đã chuyển phát cho mình 2 lần rồi. Vào ngày 10 tháng 5 và ngày 18 tháng 5. Thì hai ngày này mình có đi công tác hay mình đi đâu hay không mà mình không nhận được cuộc gọi trên bưu điện nào. Ngày bao nhiêu rồi em? Ngày 10 tháng 5 và ngày 18 tháng 5 thì ạ. Hai ngày đấy thì anh bận, đúng rồi, anh bận. À dạ vâng, thì bây giờ em sẽ nhờ bên bộ phận kho chỉ cái đường này xuống bên bộ phận kho và nhờ bên bộ phận kho kiểm tra giúp mình xem cái bưu phẩm này có thể chuyển phát được nữa hay không nhanh. Alo. À dạ vâng, alo em chào anh, em là nhân viên kho nha. Em tên là Phan Đình Tuấn ạ. Tuấn dạ vâng. Kiểm tra cho anh xem. À dạ vâng, em mới nhận được một cuộc gọi từ bên tổng đài á, đã kết nối xuống đây cho bên em là hỗ trợ kiểm tra giúp mình đúng không anh? Ừ. Anh là Đào Văn Thái ạ. Đúng rồi. Dạ vâng ạ, thì sau khi em xác nhận cái thông tin của mình á, thì cái biểu phẩm này là chỉ phát cho mình 2 lần được anh? À thế à, anh không biết. 10 tháng 5 hay là ngày 18 tháng 5 nhanh. Trong hai ngày này á, anh Thái này mình có đi đâu xa nhà không anh? Hai điện thoại mình có hết pin không? Hai ngày đấy anh bận. À dạ vâng ạ. Ừ. Thì bây giờ á, hiện tại cái biểu phẩm này là có hạn chỉ phát cho mình rồi nha anh. Đây là một cái phong thư mời nha của tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng gửi tới cho mình anh Thái. Tòa án á, anh đi làm sao mà tòa án mời đấy? À dạ vâng ạ. Thì bây giờ để hỗ trợ cái thắc mắc này giúp anh Thái nha, thì em sẽ hỗ trợ và kiểm tra giúp anh là tòa án mời mình vì lý do gì ạ? Hộ anh ấy, sợ thế nhỉ? Anh liên quan gì đến tòa đâu? Gọi là miễn phí nha anh. À dạ vâng ạ, em sẽ kiểm tra giúp mình ạ. Anh rửa máy đợi em lát nha. Dạ vâng, alo anh Thái ạ. Dạ vâng, anh lắng nghe rồi em nha. Em sẽ tóm tắt sơ qua cái nội dung này giúp mình nha. Có vấn đề gì anh hỏi lại sau anh Thái. Dạ vâng ạ. Đây là một cái thư mời từ Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng ạ.
mã hồ sơ là 0018 mời ông Đào Văn Thái có số chứng minh nhân dân là 378655 23 trong ngày hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2020 trước 16 giờ chiều ngày hôm nay mời ông có mặt tại tòa án dân thành phố Đà Nẵng để xử lý vụ việc từ bên phía ngân hàng Agribank đã có đơn khiếu nại và khởi kiện. Lừa đảo này, có một số người đã bị lừa một số tiền khá lớn đấy, nên các bạn hãy chia sẻ để cho nhiều người cùng biết những cái dạng lừa đảo như thế này. Liên kênh truyền hình quảng cáo ở Thế Giới Di Động á, điện máy xanh, điện máy cỡ lớn thì bên em có liên kết với tất cả các trung tâm điện máy luôn, cho nên bên em cơm lại những cái số thứ ba của từng mua hàng á, bên em quen ngẫu nhiên và mình nằm trong top 5 khách hàng được trung tâm tri ân lần này anh ha. Và cái kết quả giải thưởng bên em sẽ phát sóng trên đài truyền hình HTV2 vào lúc 8:45 sáng ngày 6 tháng 8 năm 2020 anh nhé. Dạ. Thì lúc đó anh và gia đình mình nhớ đón xem nha. Dạ. Còn nếu như ngày hôm đó mà mình bận việc gì mà mình không coi được á, thì chiều hôm quay thưởng vào ngày 6 tháng 8 thì sẽ có người gọi lại thông báo cho mình biết á là mình trúng cái giải gì. Nên em khuyến khích anh và gia đình mình nên xem qua đài truyền hình để kết quả nó được minh bạch hơn anh ha. Dạ. Thì kèm theo đó bên phía trung tâm bên em là sẽ hỏi gia đình mình á là thu xếp được cái ngày nào để bên trung tâm xuống tận nhà trao giải cho mình luôn. Và cơ cấu giải thưởng bên em thì nó có 5 giải anh nha. Giải thứ nhất là một chiếc xe. Ở đâu cũng được em. Đúng rồi, giải nhất là một chiếc xe Honda E-Black trị giá 56 triệu. Giải 2 là một tủ lạnh 546 lít của Samsung trị giá 32 triệu. Và giải 3 là một TV 55 inch trị giá 24 triệu. Và giải 4 là một máy giặt Samsung trị giá 12 triệu. Giải 5 là một máy lạnh Samsung trị giá 10 triệu anh ha. Đây là cơ cấu 5 giải thưởng bên em á. Đã chọn cho 5 số điện thoại mình may mắn nằm trong top 5 này thì mình sẽ chắc chắn có giải thưởng anh ha. Còn cái mình trúng cái giải nào là tùy thuộc vào cái hôm giây thưởng của mình á. Dạ, thì em cũng báo rõ luôn là cái giải thưởng này á là hoàn toàn thì miễn phí anh ha. Không biết nãy giờ anh có nắm được cái cơ cấu giải thưởng á khi nãy em thông báo. Miễn phí thì lậm với cái sao đâu. Dạ. Thì miễn phí thì lấy chứ có sao đâu. Dạ đúng rồi. Thì nếu mình trúng từ giải 2 cho đến giải 5 là tủ lạnh, TV, máy giặt, máy lạnh thì bên em có liên hệ với trung tâm điện máy đường mình nhất luôn á để giao tận nhà và hỗ trợ lắp ráp cho anh. Còn trường hợp mà mình may mắn mình trúng được cái chiếc xe Honda thì nhà phải cầu bên em á sẽ hỗ trợ tặng cho mình một chiếc xe mới hoàn toàn. Còn về giấy tờ cũng như là biển số á, thì mình sẽ tự ra trung tâm gần mình đăng ký và chi phí là mình tự chịu, nên nhà tài trợ không có hỗ trợ cái chi phí này cho mình anh ha. Dạ, yeah, ok. Thì em biết ở nhà mình lần trước có sân rộng không anh Hoàng? Dạ hả? Dạ. Vậy thì cái lần mà mình trúng được cái giải nhất á thì cái hôm đó bên em nhà tài trợ sẽ xuống tận nhà trao giải cho mình luôn á. Thì em xin phép bên trung tâm sẽ có quay phim và phỏng vấn mình một vài câu để quảng cáo cho cái kênh mua sắm bên em á. Thì không biết gia đình mình hay là anh có bất tiện gì không ạ? Không em. Dạ thì em tên là Bảo Xuyến, em bên bộ phận quản lý của trung tâm mua sắm truyền hình. Em người quản lý hồ sơ và chịu trách nhiệm hoàn tất hồ sơ cho anh luôn á. Thì anh cho em xin là xác nhận lại cái thông tin của mình là họ tên đầy đủ của anh á. Dạ. Rồi em đã ghi nhận lại thông tin của mình rồi á. Thì em cho em hỏi trong một khoảng thời gian một tuần gần đây á, anh có mua một cái sản phẩm nào ở kênh truyền hình mua sắm hay ở siêu thị điện máy như không anh Hoàng? Không. À, nếu mà trường hợp mình có mua một cái sản phẩm nào đó thì không có mua. Em như thế này ha, nếu mà trường hợp mà mình có mua một cái sản phẩm nào đó thì trên cái phiếu hóa đơn nó sẽ đính kèm một cái mã dự thưởng. Thì anh chỉ cần đọc cái mã đó giúp em là em hoàn tất hồ sơ cho mình được rồi anh ha. Không có mua làm sao mà có. À, cho nên cũng rất là tiếc về cái trường hợp này luôn. À, không có mua làm sao trúng thưởng cũng hay á. Tại vì cái này trước đây do mình có mua á anh, cho nên bên em vay ngẫu nhiên. Và anh em á, khi mà chương trình này phát sóng trên đài truyền hình để đảm bảo được tính minh bạch và thông tin người nhận giải, bên em sẽ quay bằng mã dự thưởng chứ bên em không quay bằng số điện thoại hay là thông tin cá nhân của mình. Để tránh trường hợp xấu mình sẽ ra mạo nhận mình nhận thưởng á anh. Đó cho nên bên em sẽ quay bằng cái mã dự thưởng để đảm bảo tính bảo mật hơn anh ha. Còn nếu mà mình chưa có cái mã dự thưởng á thì anh bổ sung giúp em mình cách mình đăng ký một cái sản phẩm nào đó ở kênh quảng cáo truyền hình hoặc siêu thị điện máy á, mà cái sản phẩm đó nó có đính kèm mã dự thưởng á để em hoàn tất cái hồ sơ cho mình nhận giải như vậy là xong anh ha. Không có mua thì sao có em. Dạ. Không có tiền thì sao mua. Dạ, tại vì cái giải thưởng của giờ mình đang xúc đất tiêu mà không có đói bụng mà không có tiền ăn cơm nữa sao. Tại vì cái giải thưởng này nó có 5 giải anh ha. Thì cái giải thấp nhất nó cũng là trị giá là 10 triệu đồng rồi.
thì bên em vay ngẫu nhiên trong năm số điện thoại này, chứ không phải là tự nhiên mà mình có được. Thì em thấy cái giải thưởng này cũng khá là hấp dẫn đó, dành cho mình đó. Thì á, đúng là mình... Chúc nhỏ giờ mày. Dạ. Không, và nhỏ lấy cái xúc vô cái cốt nó cốt vô đỏ. Dạ luôn. Alo, alo. À, xin lỗi anh nghe được không ạ? Dạ được. Dạ, thì cái mình thêm như thế này ha, anh bổ sung giúp em bằng cách mình đăng ký một cái sản phẩm nào đó cũng được ha. Hay sản phẩm mà mình thấp tiền thôi cũng được, nhưng mà nó có cái mã dự thưởng á. Có cái nào tiền mà 20-30 không em? 20-30 là tiền ha anh. À. Thì bên em liệt kê cho anh một cái số sản phẩm nha. Thì em thấy cái nào được thì em nói lên lại. Tại vì cái này á, bên em hỗ trợ cho anh á. Thôi vậy thôi, mình bỏ qua luôn em ơi. Chứ anh và em mắc công chuyện cút đắt rồi, người ta trừ lương chết à. À, à vậy là, à, vậy, à, là okay. Vậy là cái giải thưởng này là anh không nhận luôn đúng không ạ? Không nhận luôn em ơi. Dạ rồi, vậy em xin phép làm quỹ hồ sơ của mình luôn anh ha. À, quỹ dạ. Càng sau đó khó luôn em ơi. Hello. Hello. Dạ, alo. Có ai đang nghe máy không ạ? Hello. Dạ, em chào anh ạ. Em là Trâm gọi cho anh từ công ty Hoa Sa đại lý của công ty Biva thì dầu khí Việt Nam, có địa chỉ 18 A Cộng Hòa, quận Tân Bình. Tuy nhiên trong hôm nay bên em có một lời đề nghị đặc biệt từ Biva thì dầu khí Việt Nam muốn giới thiệu riêng cho anh. Em có phép chia sẻ với mình làm nhá. Dạ. Bên em chịu không anh? Có. Dạ. Thì anh ơi, nhân tiện đây là cho em hỏi thăm anh có đang sống thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Có. À, dạ, em chúc mừng mình anh nha. Thì em xin mời đến phút em chia sẻ với mình luôn anh. Tại vì trong hôm nay và chỉ do anh trong khi nhận được cuộc gọi này, dù giá thị trường là khoảng 5 triệu đồng, nhưng lần này anh có thể sở hữu gói bảo hiểm sức khỏe của công ty bảo hiểm dầu khí uy tín và sử dụng được ở tất cả bệnh viện trên toàn quốc mà phí chỉ khoảng 1 triệu đồng một năm, khoảng có 3.000 đồng mỗi ngày thôi nha. Dạ, bên ấy kiện của anh? Có. Dạ, thì anh ơi, nhân tiện đây là em muốn mời anh mình nghe qua ba đặc điểm nổi trội của gói bảo hiểm này. Tại vì thứ nhất, mặc dù bởi bên em nó vừa hỗ trợ về chi phí điều trị nội trú và phẫu thuật, tuy nhiên giá khoảng 3.000 đồng mỗi ngày. Ngay cả khi anh mua thêm gói ngoại trú là gói điều trị tiên tiến cho một số bệnh ung thư, thì giá cũng thấp hơn 7.000 đồng mỗi ngày, chỉ bằng khoảng giá nồi bánh mì cả. Nhưng anh được đảm bảo bởi công ty bảo hiểm dầu khí uy tín lâu năm. Thứ hai thì cao cấp hơn bảo hiểm y tế nhà nước, bảo hiểm bên em không bị giới hạn về tiền bệnh viện, anh sử dụng được ở tất cả bệnh viện trên toàn quốc. Thứ ba là thủ tục mua bảo hiểm rất là đơn giản, chỉ mất 5 phút hoàn thành thủ tục qua điện thoại anh nhé. Dạ, bảo hiểm em chia sẻ có nhanh quá. À, dạ đúng đó anh, đây là bảo hiểm sức khỏe hàng năm của BVI thuộc dầu khí Việt Nam anh nha. Thì bởi vì đây là anh là bảo hiểm sức khỏe nè, nên cái việc đăng ký tham gia bảo hiểm anh nó phụ thuộc vào tình hình sức khỏe của mình. Do vậy anh nên đăng ký bảo hiểm này lúc một mình đang khỏe mạnh. Từ khi tham gia bên em, anh sẽ có rất là nhiều lợi, như là không cần giấy tờ chứng nhận sức khỏe của bác sĩ, thủ tục đăng ký nhanh chóng, chỉ 5 phút qua điện thoại, nhưng anh sử dụng được ở tất cả bệnh viện trên toàn quốc. Ta điều trị vừa nội trú, ngoại trú, phẫu thuật, ta điều trị ung thư bằng những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Đặc biệt anh sẽ được đảm bảo bởi thương hiệu dầu khí uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Và mặc dù bảo hiểm này có rất là nhiều lợi cho mình, nhưng anh chỉ cần trả hơn 7.000 đồng mỗi ngày, thấp hơn ổ bánh mì mình ăn sáng nè. À, ví dụ như là gói chính của sản phẩm này có thể chi trả cho anh lên đến 62.5 triệu riêng về phí phẫu thuật. Em tên là Trân, phụ trách việc đăng ký bảo hiểm này. Nhân cơ hội tốt ngày hôm nay để em đăng ký tham gia cho mình luôn anh nhé. Dạ. Đâu có tiền đâu mua em. Dạ, anh ơi, em biết là mình cũng chưa có tài chính đó anh, nhưng mà tại vì chỉ riêng hôm nay thôi, anh là khách hàng rất là may mắn được Biva bên em lựa chọn để mang đến lời đề nghị đặc biệt. Thì chương trình này bên em chỉ riêng trên cuộc gọi hôm nay anh, bình thường giá thì... Ngày nào anh cũng có may mắn em ơi. Dạ, nhưng anh ơi, cái này bên em... À, dạ, thì em biết là hiện tại anh thì... Cũng có người gọi cho anh vậy hết trơn á. À, dạ, nhưng mà tại vì mỗi cái chương trình nó khác nhau mà anh, hôm nay là mình cũng được kết nối ngẫu nhiên thôi anh. Thì bên em mang đến cho cái chương trình sức khỏe này cho mình. Bình thường đó mình tham gia đi giá thị trường. Hôm qua anh cũng may mắn mà cũng ngẫu nhiên luôn. À, dạ, thì anh ơi, thì nếu mà cái chương trình này bên em thì mình cũng đã có nghe qua rồi nè anh. Thì nhân cái cơ hội hôm nay em cũng kết nối lại được với anh nè. Thì cái chương trình này là đến từ BVI của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam á, ở rất là uy tín trên thị trường anh. Bảo hiểm này bên em là anh đi được tất cả bệnh viện toàn quốc luôn ạ. Và so với giá thị trường khoảng 5 triệu đồng thì mức phí bên em một năm chỉ có khoảng 1 triệu đồng thôi anh. Và chia nhỏ khoảng có 3.000 ngày thôi ạ. Anh đã quỹ dự phòng bảo vệ cho mình rồi. Nên nhân cơ hội này nè để em đăng ký tham gia cho anh luôn nha. Không. Anh hôm qua người ta cho không anh còn lấy. À,
Dạ, anh ơi, cái này bên em á, anh mình bỏ ra cái phí có khoảng tầm 1 triệu đồng của mình thôi à. Anh đã có cái quỹ dự phòng sức khỏe cho mình trên đến trong lắm một số 1 năm luôn anh. Bên em hỗ trợ anh vừa chi phí ốm đau nằm viện nè, chi phí phẫu thuật và còn điều trị cả về ung thư và những cái công nghệ tiên tiến nhất hiện nay cho mình luôn anh. Đảm bảo cho anh từ thương hiệu BVI rất là uy tín trên thị trường đó ạ. Thế anh nhân cái cơ hội hôm nay nè, anh em cũng đem lại cho anh nè, thì để em đăng ký tham gia cho anh cái gói bảo hiểm này luôn nha. Không, anh không cần, em có bảo hiểm y tế rồi. À dạ, anh ơi em chúc mừng anh đã có gói bảo hiểm riêng cho mình. Nhưng mà có rất là nhiều khách hàng bên em nè anh. Dạ, tại vì á đã tham gia thêm cái gói này, bởi vì bên em là cao cấp hơn 70 tế nhà nước luôn. Là khi anh tham gia mình không giới hạn về tuyến bệnh viện á anh có thể đi được tất cả bệnh viện toàn quốc luôn ạ. Và quy trình bên em là rất là nhanh chóng và dễ dàng luôn anh. Nên khách hàng bên em có bảo hiểm y tế mà vẫn đăng ký thêm để gia tăng thêm quyền lợi cho mình luôn anh. Còn nữa, chương trình này nè, anh sẽ được đảm bảo từ công ty BVI của Dầu khí Việt Nam rất là uy tín luôn. Hỗ trợ cho anh là vừa nội trú phẫu thuật và điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến nữa. Mà mức phí mỗi ngày anh tính ra khoảng có 3.000 của mình nè. Ông đủ ly cà phê buổi sáng mình uống luôn anh. Nên nhớ cái cơ hội ngày hôm nay này để em đăng ký tham gia cho mình có thêm cái quỹ dự phòng luôn anh nhé. Không, hôm qua bên Viettel cho thẳng anh cái gói ung y vậy anh còn không lấy. À, Viettel hả anh? Dạ anh ơi, tại vì cái chương trình này bên em á, anh là khác với cái chương trình mà mình đã nghe qua anh nha. Cái gói bảo hiểm này bên em là của công ty BVI đó anh. Mấy cái này mình sử dụng hàng năm á, bên em hỗ trợ những cái chi phí cho anh về ốm đau bệnh tật của mình nè. Nữa bên em là cao cấp hơn 70 tế nữa. Phim được bệnh viện công tư và cả quốc tế trên toàn quốc luôn. Chứ mình không có bị giới hạn về tuyến bệnh viện luôn anh. Mà mức phí bên em á, mình tính là một năm chỉ có khoảng tầm 1 triệu đồng thôi à. Chi nhỏ khoảng có 3.000 đồng mỗi ngày thôi anh. Tức là anh cái cơ hội ngày hôm nay. Một ngày không bằng ổn mì đúng không? Anh nãy giờ anh nghe 2 lần rồi. À, dạ. À, thì anh tại vì anh, dạ. Thì nếu mà mình cũng đã nghe qua rồi nè, anh thì cái chương trình của anh em thì cũng đang hỗ trợ cho anh mức phí thấp nè. Thì anh tính ra đi một năm mình bỏ ra khoảng tầm 1 triệu đồng thôi à. Anh đúng có rồi. Một cái gói bảo hiểm mình sử dụng ổn định hơn nè. Không bằng ổn mì đúng không? Rồi 4 lần. Dạ, thì anh ơi cái này em ví dụ cho anh là cái mức phí bên em nó đang rất là thấp để hỗ trợ cho mình á anh. Tại vì giá thị trường nếu mà anh sau này mình có nhu cầu mình đăng ký nó cũng khoảng 4-5 triệu đồng được ạ. Hôm nay anh có thể sở hữu cho anh nè, có bảo hiểm sức khỏe nè, rất là uy tín của BVI bên em luôn. Và anh có thể lựa chọn những cái bệnh viện mà mình mong muốn mình sử dụng luôn anh. Thì cái cơ sở y tế nó sẽ chất lượng hơn cho mình luôn ạ. Với lại bên em anh có thể sử dụng bên cạnh có bảo hiểm y tế nhà nước luôn để anh được hỗ trợ thêm những cái quyền lợi sức khỏe toàn diện hơn cho mình luôn ạ. Và mức phí bên em một năm có khoảng tầm 1 triệu đồng của anh thôi ạ. Nên được nhân cái cơ hội này nè anh, mình đăng ký tham gia thêm để mình gia tăng thêm quyền lợi sức khỏe cho mình luôn nha. Không, bây giờ anh không có cần rồi, giờ làm sao anh thoát ra cái dòng lãng quẩn này đây. Dạ, thì anh ơi nếu mà hiện tại mình chưa có nhu cầu á anh thì có gì anh cứ lưu giữ thêm thông tin anh nha. Khi nào có nhu cầu thì mình cứ liên hệ lại số này gặp chân thì em sẽ hỗ trợ trực tiếp cho mình đó anh. Rồi, dạ. Ok. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ, đúng rồi. Dạ rồi. Dạ, em chào anh ạ. Dạ. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!